Năm 2019, ngành chăn nuôi lợn của nước ta chứng kiến cơn càn quét khủng khiếp của dịch tả lợn châu Phi. Thời điểm đó thì có hơn 6 triệu con lợn của nước ta, chiếm tới 23% tổng đàn đã bị xóa sổ. Khi làm bản tin nhìn hình ảnh đàn lợn bị đào hố chôn lấp thì thực sự là chúng tôi rất là xót xa cho ngành chăn nuôi của Việt Nam. Không biết là anh Xuân Tú như nào nhưng mà cái hình ảnh đó có lẽ là vẫn luôn ám ảnh tôi đến tận thời điểm này. Và chính bởi vì giá thịt lợn đang cao, khan hiếm, khi mà không đủ nguồn cung ở trong nước, ngành nông nghiệp của cả nước cũng đã khuyến khích người dân chuyển sang đầu tư nuôi gia cầm. Tuy vậy thì do ồ ạt chuyển đổi và nguy cơ khủng hoảng thừa gia cầm lại đang hiện hữu. Hiện quy mô đàn gia cầm của cả nước đã lên tới là gần 500 triệu con, với sản lượng thịt lợn là hơn 1,4 triệu tấn, tức là tăng 11% so với năm 2019. Hệ quả của cung vượt cầu là giá gia cầm giảm mạnh trong thời gian qua. Có thời điểm thì giá gia cầm giảm sâu tới 40% so với cuối năm 2019, trong khi việc tiêu thụ ngày càng khó vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Từ thực tế này mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phải chỉ đạo các địa phương là giảm đàn gia cầm. Vâng, có lẽ là bây giờ chúng ta đang khó khăn, trồng chất khó khăn đúng không ạ? Khi mà nền nông nghiệp của chúng ta cũng đã phải chịu hết từ thua lỗ này đến thua lỗ khác. Và bây giờ thì toàn bộ nền kinh tế của chúng ta cũng đang phải gồng gánh bởi dịch bệnh COVID-19. Trong lúc này, người chăn nuôi cũng cần phải đưa ra những quyết định thật đúng đắn để tránh những thiệt hại cho kinh tế của gia đình mình. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phản ánh do phóng viên VTC16 thực hiện. Gia đình anh Phúc đang nuôi hơn 1 vạn gà Ai Cập để thu hoạch trứng. Toàn bộ khu trường nuôi trong lứa này anh đang nuôi cầm chừng. Vì vừa vào vụ thu hoạch đầu tiên, anh đang phải đối diện với thua lỗ khi mà giá trứng đã giảm tới 30% so với trước khi nhập giống. Lượng hàng tiêu thụ thì vẫn đảm bảo, nhưng về giá cả thì có chênh lệch nhau khoảng từ 4 đến 500 đồng trên một quả trứng. Tại tỉnh Nam Định, có tới 70% số hộ trước kia nuôi lợn bị thua lỗ vì dịch tả lợn châu Phi, nay đã hầu hết chuyển sang nuôi gia cầm. Vì chăn nuôi gia cầm có vòng đời ngắn, chỉ khoảng 50 ngày, nên bà con đã nhanh chóng nhập giống về nhằm gỡ lại phần lỗ do dịch tả lợn châu Phi. Nhưng nay giá gia cầm xuống thấp khiến bà con càng lao đao. Cái tiêu thụ của ảnh hưởng là nó cũng ảnh hưởng lớn đến cái sản xuất chăn nuôi. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Nam Định thì vẫn là 70% là vẫn là chăn nuôi nhỏ lẻ, cho nên là cũng rất khó khăn. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trước tác động của dịch tả lợn châu Phi, nhiều địa phương đã tăng nhanh đàn gia cầm, nhưng cơ cấu tiêu dùng thịt lợn vẫn đang chiếm khoảng 70% nhu cầu, dẫn đến sản lượng thịt gia cầm bị cung vượt cầu. Bộ đang chủ trương giảm tăng trưởng sản lượng thịt gia cầm các loại từ 16,5% xuống dưới 10%, trứng từ 14% xuống từ 9 đến 10%, và đặc biệt là điều chỉnh chu kỳ giảm vốn thường vào cao điểm các tháng mùa hè nhằm tránh dư thừa gây thiệt hại về giá cho người chăn nuôi. Gia cầm chúng ta đã đạt 3,467 triệu con, năm nay dự kiến tăng 10,3%. Thịt năm ngoái, thịt gia cầm là 1,27 triệu tấn, năm nay phải 1,42 triệu tấn. Những ngày qua, giá thịt gia cầm các loại vẫn đang ở mức thấp. Giá vịt dao động từ 27.000 đến 35.000 đồng 1 kg, gà ta trên dưới 75.000 đồng 1 kg, gà lông màu từ 43.000 đồng đến 50.000 đồng 1 kg. Nếu giá gia cầm duy trì mức thấp như hiện nay, thì bà con chăn nuôi sẽ gặp nhiều khó khăn, thua lỗ. Đây là hệ quả của việc tăng đàn gia cầm ồ ạt sau dịch tả lợn châu Phi. Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, năm 2019 đàn gia cầm hiện đạt 467 triệu con, sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng cả năm đạt khoảng 1.278,6 ngàn tấn. Trong khi đó, sản lượng trứng gia cầm thì cũng đạt khoảng 13,3 tỷ quả. Vâng. Có những địa phương đàn gia cầm tăng trưởng đến hai con số như là Bến Tre gần 40% này, ở Trà Vinh là 52%. Ở các tỉnh như là Vĩnh Phúc, Bắc Giang thì cũng có đàn gia cầm tăng cao. Vâng, chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những lý do đúng không ạ? Học sinh thì chưa đi học lại này, những cái xí nghiệp, những cái bếp ăn thì cũng chưa thể hoạt động trở lại. Bởi vì là hiện giờ thì các bếp ăn cũng họ đã phải đồng loạt cắt giảm thực phẩm khi có quá nhiều vấn đề như vậy. Đó là lý do mà nguồn cung thì dồi dào nhưng mà nhu cầu thì lại giảm, khiến cho giá gà, giá vịt cũng rất thê thảm trong thời gian vừa qua. Vâng, vào thời điểm này thì người chăn nuôi cần giảm bớt số lượng gia cầm. Đặc biệt là trước khi chăn nuôi bất cứ đàn vật nuôi nào, người chăn nuôi cũng phải tìm thị trường tiêu thụ trước khi quyết định đối tượng chăn nuôi để tránh rủi ro không đáng có.